một ngàn kiếp làm trâu. Vào thuở ban sơ, Ngọc Hoàng, vị vua trên thiên đình, đã tạo nên trái đất để cho loài người cùng muôn thú chung sống cùng nhau. Lúc đầu, Ngài đã rất lo lắng vì nghĩ rằng hai loài không thể hòa hợp được. Vậy mà ta cứ lo lắng mãi loài người và loài thú không thể sống thuận hòa với nhau. Giờ thấy hai loài hài hòa như vậy, ta thấy hài lòng lắm. Có điều, muôn loài vẫn đang còn đói quá. Lâu lâu ta lại nghe thấy những tiếng than thở kêu gào, ta thật không đành lòng. Đây là hai túi hạt, một túi bằng vàng là hạt giống đựng các hạt lúa, đậu và một vài loại ngũ cốc khác để dành cho con người. Túi hạt còn lại là cỏ dại dành cho các loài thú. Thần hãy thay ta mang chúng xuống hạ giới để gieo trồng. Vâng, thưa Ngọc Hoàng, nhớ kỹ lời ta dặn đây. Riêng túi cỏ dại, người phải gieo chúng vào những nơi tách biệt với những vùng đất gieo hạt ngũ cốc của con người. Đặc biệt, người phải rắc hạt ngũ cốc trước để chúng lớn trước và cứng cáp, sau đó mới được rắc hạt cỏ dại. Có như vậy, loài cỏ dại mới không chen lấn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của ngũ cốc. Người đã rõ chưa? Xin Ngọc Hoàng cứ yên tâm, Ngọc Hoàng đã dặn, thần sẽ hết lòng cẩn thận. Ta tin rằng tất cả muôn loài mà ta tạo nên sẽ có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và sẽ không bao giờ bị đói nhờ vào các hạt giống này. Vâng lệnh Ngọc Hoàng, vị thần tức tốc mang hai túi hạt giống nặng xuống trần gian. Vị thần đưa mắt nhìn khắp cả nhân gian rộng lớn, bối rối không biết nên rắc hạt xuống chỗ nào trước. Ôi, thôi chết rồi. Trời ơi, mình rắc nhầm túi rồi. Ngọc Hoàng đã dặn phải rắc túi hạt ngũ cốc trước. Giờ có dại mọc trước mà lại nhiều như vậy, mình phải làm sao đây? À phải rồi, mình phải nhanh chóng rắc chèn những hạt ngũ cốc lên. Chỉ là rắc sao một chút, chắc là cũng không sao. Loại hạt này sao lại lớn đến vậy? Trong lúc vội vã, vị thần đã làm vỡ các hạt giống mà Ngọc Hoàng đã cố tình tạo ra với kích thước thật lớn để cây trồng có thể mọc lên dễ dàng hơn cỏ dại. Ông ta lập tức gieo các hạt giống nhỏ xíu này xuống các vùng đất mà cỏ dại đang mọc lên. Đã quá muộn để vị thần có thể sửa chữa được lỗi lầm của mình. Cỏ dại mọc nhanh hơn các loại ngũ cốc và hấp thu hết lượng nước, không khí và ánh sáng mặt trời dùng để nuôi dưỡng ngũ cốc. Chết rồi, thế này thì biết làm sao được nữa chứ. Thôi thì ta cứ coi như là sự đã rồi. Hy vọng những cây ngũ cốc còi cọc kia có thể vươn lên được. Thôi thì ta trở về thiên đình vậy. Cứ ở đây mãi có thay đổi được điều gì đâu. Đói quá. Có chuyện gì mà mới sáng ngày ra đã ồn ào thế này? Bẩm Ngọc Hoàng, đó là tiếng kêu của loài người ở dưới trần gian đấy ạ. Hả? Ta đã cho họ thức ăn, hạt giống để họ sống ấm no. Vậy mà họ còn kêu gào cái gì nữa cơ chứ? Không được, ta phải lập tức đi ngay xem sao. À chà, những đồng cỏ thật là xanh tốt và lại rộng mênh mông. Nhưng sao những cây lương thực của loài người lại còi cọc và khô héo thế kia? Ngươi! Phải rồi, chính ngươi là người đã gieo hạt. Ngươi đã gây ra tai họa gì mà để loài người ra nông nổi thế kia chứ? Xin Ngọc Hoàng hãy tha thứ cho thần. Thần vì quá vội đã lỡ quên lời Ngọc Hoàng dặn. Thần đã... Nói nhanh, ngươi đã làm những gì? Thần lỡ rắc hạt cỏ xuống trước nên hạt ngũ cốc không lên được. Và khi rắc hạt ngũ cốc, thần lỡ làm cho chúng vỡ vụn ra thành những hạt nhỏ xíu. Ôi trời ơi, lệnh của Ngọc Hoàng mà ông ta dám lơ đáng như thế. Đúng là lỗi này của ông ta gây họa cho cả nhân gian rồi. Đã bao lần ta nhắc nhở và tha thứ cho ngươi về cái tính lười biếng của mình. Chính vì ngươi lười biếng, làm việc gì cũng vội vàng, nên thành hậu đậu đấy. Thần đã biết lỗi, thưa Ngọc Hoàng. Xin Ngọc Hoàng trừng phạt nhẹ tay. Tai họa ngươi gây ra lần này là quá lớn. Nếu ta không thẳng tay trừng trị, e rằng không còn sự công bằng nữa. Sai lầm của ngươi đã làm cho cỏ dại mọc lên nhiều hơn các loại ngũ cốc dinh dưỡng.
ngươi buộc phải ăn hết chúng, vì chúng chẳng còn có ích gì cho loài người cả. Bên cạnh đó, bởi vì ngươi khiến cho loài người phải lao động vất vả hơn, ngươi sẽ phải ở lại trần gian vĩnh viễn để giúp những người nông dân cày cấy trên cánh đồng. Không phải đây, Ngọc Hoàng thật sáng suốt, đó là cách tốt nhất để ngày ấy chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngươi hãy đi đi, đi và làm tròn bổn phận của mình. Và như thế, vị thần gieo hạt đã biến thành con trâu. Kể từ đó về sau, trâu như là một người bạn thân thiết của con người, cùng nhau cày cấy và thu nhận thành quả lao động trên những cánh đồng bạc ngàn. Mình không thể chết như thế này được, phải gắng sức thoát ra khỏi đây thôi. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không làm khác được. Ôi, trông cô em kinh quá. Cái thứ gì bám đầy người cô mà bốc mùi gớm thế? Tôi bị đắm trong ván dầu, tôi sắp chết rồi. Đừng nói tầm bậy, cô em chỉ bị ướt và bẩn thôi. Tôi phải làm gì để giúp cô em đây? Tôi biết là tôi sắp chết. Tôi không cần anh giúp gì cả. Chỉ cần anh hứa với tôi một điều thôi. Tôi sẽ cố hết sức để đẻ một quả trứng. Anh hãy hứa không ăn quả trứng này, và phải chăm lo cho nó, dạy cho nó bay nữa. Chắc con chim này bị mê sảng rồi. Làm gì mà đẻ được trứng chứ, lại còn dạy bay à? Nó điên rồi. Được, tôi hứa với cô. Giờ thì cô ở đây, tôi sẽ đi tìm người giúp cô. Này đại tá, tôi cần anh giúp. Có một con hải âu sắp chết trong sân nhà tôi. Cánh nó bị dính đầy dầu và tôi không biết phải làm gì. Anh có nhiều kinh nghiệm, hãy cho tôi lời khuyên. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này cả. Hay là chúng ta đến gặp anh Thông Thái, anh ấy có câu trả lời cho mọi chuyện. Được, vậy chúng ta đi thôi. Chào Thông Thái, chú Moon đây muốn nhờ cậu giúp một việc đó. Việc gì thế? Chả là có một cô hải âu sắp chết trong sân nhà tôi. Thân nó bị dính đầy dầu đen xì. Nó còn nói sẽ đẻ trứng và bắt tôi hứa chăm sóc cho quả trứng, rồi sau này dạy con chim non bay nữa. Tôi không biết phải làm sao. Tôi rối trí quá. Việc này ta cũng chưa từng gặp, nhưng hãy đi xem thế nào đã. Chúng ta đến chậm rồi. Con chim chết rồi. Tôi phải làm gì với quả trứng bây giờ? Làm gì à? Cứ xơi tái quả trứng đi chứ còn gì. Hay cậu muốn làm món trứng ốp la? Cậu thôi đi. Moon đã hứa sẽ chăm sóc cho quả trứng cơ mà. Nam Nhi phải biết giữ lời hứa chứ. Bây giờ công việc của Moon là phải trông nom và ấp trứng. Việc này thì tôi biết. Cậu phải dùng hơi ấm của cơ thể để ấp. Đặc biệt là đừng có lấy thân mình mập ú của cậu đè nát quả trứng đấy. Làm sao mà tôi lại biết ấp trứng chim chứ? Cậu đừng lo, cứ cuộn tròn thân cậu lại với quả trứng rồi nằm thôi, không có gì khó khăn cả. Tôi và đại tá sẽ đến thăm cậu thường xuyên. Sao không nghe có tiếng gì nhỉ? Không biết có con chim non nào trong ấy không nữa. Mẹ ơi, ta không phải mẹ của chú mày đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mình cũng có hình dáng giống họ mà lại không biết bay nhỉ? Mẹ ơi, mẹ dạy con bay như thế kia đi. Ta còn không biết bay thì làm sao dạy cho chú mày bay được chứ. Chắc là đến lúc cho nó tập bay rồi. Thật tội nghiệp con bé. Ta nghĩ con phải lấy đà đủ xa thì mới bay được, mà phải là đà chạy thẳng đấy nhé, chứ không phải đà chạy vòng như con đâu. Vậy hả mẹ? Con thật là vô dụng. Đừng khóc nữa, để ta đưa con đến gặp bác Thông Thái. Chắc chắn bác ấy sẽ biết cách dạy con tập bay.
Tôi đến muốn nhờ anh dạy hải âu bay. Nó đã tập bay mấy hôm nay mà chưa được. Ồ, tôi đã từng chứng kiến những con chim non tập bay. Anh phải mang hải âu lên một chỗ nào cao, như những tòa nhà chẳng hạn. Ở đó mới có đủ gió cho đôi cánh của nó. Còn đuôi của nó chính là nơi điều khiển hướng bay. Tôi thật là cảm ơn anh thông thái quá. Giờ con phải dũng cảm lên, đừng sợ, ta sẽ trông chừng. Con nghe bác thông thái rồi đấy, chắc chắn gió ở đây sẽ giúp con bay. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con bay được rồi. Chuyện chàng mồ côi. Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Ngươi muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí, nhưng trông khá khỏe mạnh. Hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Ngươi hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao, nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lả, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp. Ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi. Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? Ta đốn củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đốn củi. Cậu thì làm được gì chứ, bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. Ừ, vậy cậu giúp tôi đốn củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác tiều phu cho về nhà mình ở. Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là 3 cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ?
chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. À, chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác tiểu phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ, rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô, ta sẽ thử xem sao. Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác tiều phu, trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị, nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hai cái bát. Này anh bác đá, anh nhích ra một chút được không? Chật chội quá. Tôi cũng muốn nhích nhưng tôi dày mịt, cái khe này thì chật, tôi không di chuyển được. Người gì đâu mà thô kệch xấu xí. Không hiểu sao thời buổi này mà ông chủ vẫn còn dùng loại bát đá rẻ tiền, xấu xí thế chứ. Cậu nói mình rẻ tiền ư? Tất nhiên là cậu rồi, không cậu thì ai vào đây nữa. Đồ rẻ tiền. Mình cũng như nhau thôi mà, sao cậu nói vậy chứ? Cha cha, đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha. Ta là bác sứ cao sang, đẹp đẽ. Còn nhà ngươi, ngươi xem, ngươi là bác đá, loại rẻ tiền, xấu xí, không có giá trị, rõ chưa? Ừ, thì cậu là đồ sứ, cậu cao sang. Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi đấy. Ôi, ôi, đau quá, gì thế này? Đau thế, cậu có sao không? Tất nhiên là có rồi. Ôi, mình bị mẻ một tí ở miệng rồi. Đúng rồi, cậu đẹp thế này mà bị mẻ rồi. Thôi thôi, cậu đừng nói nữa. Ôi, may quá, tớ không bị làm sao. Ôi, sao ngã thế mà cậu không bị làm sao? Còn tớ thì bị mẻ thế này. Con xin lỗi bố, con không cố ý. Bố đã nói với con rồi, không được nghịch bóng trong nhà. Con đã thấy hậu quả chưa? Vâng, con biết rồi bố ơi. Từ nay con không nghịch vậy nữa. Tốt, con ngoan lắm. Cảm ơn bố đã tha lỗi cho con. Con sẽ phụ bố dọn dẹp lại bát đã rơi. Bố ơi, cái bát này mẻ rồi. Mình vứt nha bố. Mẻ rồi à? Tiếc thế. Thế cái bát kia có bị sao không con? Không bố ơi. Sao cùng rơi mà bát sứ bị mẻ, còn bát đá thì không hả bố? Hỏi hay lắm con trai. Cùng là bát, cùng ở độ cao như nhau, nhưng khi rơi thì bát sứ lại mẻ, bát đá thì không, là do mỗi bát qua quá trình tinh luyện khác nhau, chất liệu khác nhau. Tuy là đá không sang trọng như sứ, nhưng nó lại có độ bền cao con à. Vâng thưa bố, con hiểu rồi ạ. Con hiểu thế nào hả con trai? Tuy bát sứ đẹp nhưng dễ vỡ, bát đá có vẻ xấu nhưng nó lại bền hơn bát sứ. Từ việc những cái bát, con hiểu rằng không nên chỉ đánh giá vật gì qua vẻ bề ngoài của nó, mà phải xem cả tính chất bên trong của nó nữa. Những vật xấu chưa chắc đã không tốt như những vật đẹp. Đúng rồi con trai, không chỉ là cái bát mà con người cũng thấy con nhé. Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Có những người không may mắn, ông trời cho họ vẻ ngoài không đẹp, nhưng họ là những người tốt, và biết đâu họ là những người tài. Chúng ta phải nhìn vào cách họ sống, việc họ làm, mà đánh giá phẩm chất của họ, con nhớ chưa? Vâng thưa bố, con đã nhớ rồi ạ. Thế cái bát mẻ thì sao hả bố? Bát sứ này đã mẻ rồi, tiếc quá, nhưng vẫn giữ lại con nhé, nó vẫn còn dùng được. May quá, cứ tưởng ông chủ sẽ vứt mình thôi. Không sao đâu, cậu chỉ mẻ có tí thôi mà, cậu vẫn còn rất đẹp. Thật không? Thật chứ. Mình xin lỗi cậu nhé, mình đã coi thường cậu. Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi mình. Mình chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cậu mà đánh giá và coi thường cậu. Ông chủ nói đúng, không nên chỉ nhìn bên ngoài
để đánh giá một sự việc. Như tớ, nhìn vẻ bề ngoài đẹp nhưng tớ dễ vỡ. Cũng may lần này tớ chỉ mẻ, tớ còn kiêu căng tự phụ. Không sao đâu, mình không suy nghĩ gì về chuyện đó đâu. Từ nay mình sống hòa đồng với nhau nha, cùng phục vụ tốt cho ông chủ. Đồng ý. Chuyện cái đai ốc. Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì bực mình à? Anh chán cái công ty này đến tận cổ rồi. Cùng vào công ty một ngày với nhau mà thằng Hùng nó lên trưởng phòng rồi, mà anh vẫn là thằng kỹ sư quen. Anh Hùng học cùng trường đại học với anh hồi trước phải không? Chính nó đấy. Hồi xưa nó học thua xa anh, thế mà vào công ty 3 năm nó được cân nhắc lên làm phó phòng. Hôm nay nó lại vừa được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng nữa đấy. Thế thì chắc là anh ấy phải giỏi lắm. Giỏi gì chứ, anh thông minh hơn nó nhiều. Hồi trước các thầy toàn khen anh, chứ có ai khen nó đâu. Công ty này đúng là không biết trọng người. Anh xem cho em cái bếp ga tự dưng lại không cháy. Đấy, kỹ sư cơ khí bây giờ lại phải đi sửa cái bếp ga. Anh Dương ơi, xem hộ em cái máy với. Đang chạy ngon lành tự dưng lại kêu ro ro. Máy vẫn đang chạy hả? Dạ vâng, vẫn đang chạy, nhưng em thấy tiếng kêu bất thường lắm. Cô cứ về máy đi, lát nữa tôi mang đồ nghề đến xem cho. Dạ vâng. Đâu, để tôi xem nào. Anh xem giúp giùm em với. Ôi trời ơi, tưởng gì, nó chỉ bị rơi mất một cái đai ốc thôi. May quá, thấy máy kêu to em cứ lo. Thế anh khắc phục luôn giúp cho em nhé. Sắp 5 giờ rồi, bây giờ mình thay cái đai ốc này thì tay mình nhơm nhớp hết da mỡ. Sắp hết giờ làm rồi, để sáng mai tôi sửa cho. Tiện đây anh sửa luôn giùm em đi. Máy vẫn chạy được, có gì mà phải vội. Đã bảo đi mai tôi sửa cho mà. Ai? Ai là kỹ sư phụ trách dây chuyền này? Dạ, anh Dương ạ. Có chuyện gì thế, thưa giám đốc? Cậu là kỹ sư mà để cho máy chạy như thế này à? Giám đốc yên tâm, lỗi này một phút là xong. Cậu sửa ngay cho tôi. Chỉ thiếu một cái đai ốc thôi mà, vài giây là máy lại chạy ngon lành thôi, giám đốc ạ. Quái lạ, chẳng lẽ trong cả hộp đồ nghề của mình lại không có chiếc đai ốc nào vừa với chiếc máy này? Đấy cậu xem, cỗ máy này là một vật hoàn chỉnh từng con ốc. Mọi thứ tập hợp lại khăng khít với nhau. Cái đai ốc có kích cỡ, có hình dáng của nó, phải làm được đúng chức năng của mình. Còn trong hộp sắt của anh có rất nhiều đồ nghề, nhưng không có cái nào dùng được hết. Vâng, em hiểu rồi ạ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.